nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên thành phố trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông. Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố vừa tổ chức chương trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2021. Chương trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay được Thành đoàn Đà Nẵng triển khai theo hình thức trực tuyến và tổ chức đồng loạt tại 7 quận huyện trên địa bàn. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên thành phố đã được tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông văn minh, an toàn. Cũng trong chiều tối qua, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông đã được triển khai đồng loạt tại 8 điểm trên địa bàn thành phố, 1 điểm cấp thành phố và 7 điểm tại 7 quận huyện. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã đặt hoa và nến tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong vì tai nạn giao thông. Thông điệp của chương trình là cảnh báo về những hậu quả của tai nạn giao thông để lại cho mỗi nạn nhân, gia đình nạn nhân và cho toàn xã hội, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những mất mát, khó khăn của các nạn nhân cũng như gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.